Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bắt nháo tài xế dùng thẻ luồng xanh sai quy định, phớt lờ Covid-19. Tài xế có thể ưu tiên luồng xanh đi qua chốt kiểm soát rồi dừng xe đón người. Xe chạy vào nội đô giao nhận hàng hóa và không khai báo thông tin y tế gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Đó là tình hình được nêu ra tại cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải, Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 19 tỉnh, thành phía Nam. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố đã thiết lập 12 vị trí cụ thể để các xe ghé qua giao nhận hàng. Theo quy định, tất cả các xe vào thành phố Cần Thơ phải thông báo trước bằng điện thoại hoặc liên hệ qua tổng đài của thành phố và khai báo thông tin với Sở Giao thông Vận tải. Doanh nghiệp nào di chuyển tới thành phố, thời gian dự kiến, lái xe là ai, số lượng người đi trên xe, phải khai báo để lực lượng chức năng có sự kiểm soát và hướng dẫn phân luồng kịp thời. Tuy nhiên, hiện vẫn có một số tài xế có thể ưu tiên luồng xanh chạy vào nội đô giao nhận hàng hóa mà không khai báo thông tin theo quy định, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh của địa phương, ông Hè cho hay. Trong khi đó, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Thông tin khi kiểm tra lại quy giờ cốt luồng xanh trên địa bàn tỉnh An Giang cho thấy 95% lái xe đều âm tính với COVID-19. Nhưng lực lượng chức năng tại địa phương phát hiện khoảng 15% phương tiện thông qua đăng ký luồng xanh chỉ test Covid-19 với lái xe, phụ xe và những người đi cùng không có giấy tờ theo quy định. Về vấn đề này, Trung tá Phạm Đức Đông, Phó trưởng phòng hướng dẫn công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông xác nhận quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng tại các chốt kiểm dịch phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng mã quy giờ thực hiện các hành vi vi phạm như vận chuyển người trái phép từ địa phương ở vùng dịch đến địa phương khác và ngược lại, sử dụng QR code của xe này gắn cho xe khác, sử dụng lái xe không phải lái xe trong thông tin khai báo trong QR code đã cấp. Đại diện cơ quan cảnh sát giao thông dẫn chứng trường hợp mới xảy ra tại chốt kiểm dịch Pháp Vân, Cầu Rẽ. Một số xe luồng xanh đi qua trạm thu phí không có người, nhưng di chuyển cách trạm cách 3 đến 4 km đã dừng lại đón người ở khu vực thường tín, Phú Xuyên lên. Những trường hợp này đều được chuyển cho cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục xử lý theo đúng quy định theo chỉ đạo của chính phủ. Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc không kiểm soát hàng hóa tại các chốt kiểm soát, chỉ quét mã QR code. Những trường hợp nghi ngờ, sau khi ra khỏi chốt kiểm dịch sẽ thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến để kiểm tra, phát hiện và xử lý, nêu ý kiến về thực trạng nói trên. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đề nghị các địa phương khi tổ chức cho giao thông vận tải hàng hóa trên từng luồng tuyến cụ thể phải thông tin kịp thời cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật lên phần mềm cấp thẻ nhận diện luồng xanh để doanh nghiệp, lái xe chủ động lựa chọn cung đường di chuyển phù hợp, thông suốt, theo ông Hùng. Đối với các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng xe có mã QR code để vận chuyển trái phép, lực lượng chức năng các địa phương cần kiểm tra phương tiện nghi vấn vi phạm ngoài khu vực chốt kiểm dịch để vừa kịp thời ngăn chặn, vừa tránh nguy cơ ùn tắc tại điểm chốt làm gián đoạn chuỗi vận tải. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện hệ thống cấp thẻ luồng xanh đã cấp gần 400.000 giấy nhận diện cho các phương tiện cơ quan này cho biết các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin phục vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh châu như quỳnh